Thưa quý vị, thời gian qua trên địa bàn quận Liên Chiểu có hàng chục dự án trọng điểm được triển khai. Tuy nhiên, nhiều dự án đến nay vẫn chậm tiến độ đề ra bởi khâu giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc. Tập trung các giải pháp để sớm tháo gỡ điểm nghẽn kéo dài này là yêu cầu các thiết đặt ra. Đây là vị trí nút giao thông trục 1 Tây Bắc quốc lộ 1A, ngay vị trí cổng vào khu công nghiệp Hòa Khánh. Dự án khởi động đã nhiều năm nay, nhưng mới đây mới có thể triển khai thi công bởi vướng giải phóng mặt bằng. Là dự án trọng điểm của thành phố, tuy nhiên nhiều năm qua, tuyến đường trục 1 Tây Bắc tại quận Liên Chiểu vẫn kéo dài chưa thể hoàn thành bởi vướng giải tỏa không thể thi công. Đối với dự án này thì đã thực hiện việc triển khai đền bù giải tỏa từ rất là lâu. Do vậy, có một số cái khó khăn vướng mắc như là có việc giá trị đền bù giải tỏa. Khó khăn vướng mắc như là có việc giá trị chi phí tiền đền bù giải tỏa cũng như là các tiền nộp tiền chủ quyền sử dụng đất. Do vậy người dân cũng gặp nhiều khó khăn. Địa phương cũng đã tổ chức vận động và phối hợp các sở ngành để mà tham mưu thành phố có những cái tháo gỡ. Trong thời gian vừa rồi cũng đã tháo gỡ hỗ trợ cho người dân để đảm bảo cái quyền lợi của người dân sau khi giải tỏa. Trong năm 2023 này, quận Liên Chiểu triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng tại 47 dự án với tổng số hồ sơ giải tỏa là 4.128 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ cần bàn giao trong năm 2023 là 2.126 hồ sơ. Với khối lượng công việc lớn, ngay từ đầu năm, quận Liên Chiểu đã sớm triển khai các giải pháp, trong đó chú trọng việc tiếp dân, đối thoại để lắng nghe, đồng thời trực tiếp kiểm tra thực tế để sớm có hướng giải quyết. Khó khăn lớn nhất hiện nay là nhiều hộ giải tỏa làm nhà ở trên đất không phải là đất ở, theo quy định không được bồi thường về đất và không được tái định cư nên người dân gặp nhiều khó khăn, bởi thực tế có trường hợp không có chỗ ở nào khác. Có rất nhiều cái vướng mắc dẫn đến công tác mà vận động người dân bàn giao mặt bằng cho dự án gặp nhiều khó khăn. Một số dự án như là dự án trục 1, khu số 1 Tây Bắc, trường tiểu học Trung Nghĩa, dự án trung tâm huấn luyện AHB mở rộng. Thì cái khó khăn vướng mắc lớn nhất hiện nay đó là giải quyết cho các hộ làm nhà trên đất nông nghiệp. Theo quy định của thành phố thì các trường hợp làm nhà trên đất nông nghiệp thì sẽ không được xem xét bố trí định cư. Tuy nhiên thì hiện nay người dân là đang ở thực tế, không có nơi ở nào khác. Theo Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu, qua thực tế triển khai thì nhiều dự án chậm tiến độ bởi gặp vướng mắc kéo dài. Quận kiến nghị thành phố sớm tháo gỡ để đẩy nhanh việc giải tỏa, bàn giao mặt bằng cho dự án thi công. Cụ thể như trường hợp có giá trị bồi thường về đất rất thấp, trong khi giá đất tái định cư cao nên không đủ tiền để nộp tiền sử dụng đất và xây dựng nhà ở. Ngoài ra, một số dự án đã kéo dài dẫn đến giá đền bù về đất, nhà cửa, vật kiến trúc không còn phù hợp với giá thị trường hiện nay. Đối với các dự án mới triển khai, quận đề xuất thành phố xây dựng quy trình bồi thường sát với giá đất thị trường theo luật đất đai.